Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái con báo, nó làm bằng robot nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ lấy cái giữa của nó và lắp cái thanh dài này. Xong rồi mình sẽ lắp vào đây. Sau đó mình sẽ lấy cái to nhất trong các cái này để mình lắp vào đây phần thân của nó nhé các bạn. Sau đó mình sẽ lấy cái đuôi của nó, và sau đó mình sẽ lấy cái này lắp nó vào đây. Sau đó mình sẽ lấy một cái này để cho nó mạnh hơn các bạn. Sau đó mình sẽ lấy thêm cái này để làm một cái vũ khí cho nó. Sau đó lấy cái này để xếp đây. Tha cái nha các bạn. Mình sau đó mình sẽ lấy này. Và lấy một cái nút này và gắn thêm cái này có nghĩa là cái này là cái đầu ấy các bạn ạ. Do đó mình lại lấy thêm cái này nữa các bạn. Các bạn phải gắn đúng chỗ nhé các bạn. Xong rồi mình sẽ lấy cái này và gắn thêm cái đầu nữa. Sau đó mình sẽ lấy thêm một cái này gắn đây. Và sau đó mình sẽ lấy cái chân của nó ngắn vào. Gắn hai cái chân nhé các bạn. Sau đó mình sẽ lắp ấy cái đầu nó gắn vào đây. Lấy hai cái này nha các bạn. Sau đó mình sẽ lấy cái này lấy vào đây. Sau đó mình lấy hai cái
đó mình sẽ lấy cái này đánh vào đây. Và lấy cái này. Sau đó mình sẽ lấy cái này có cái giống như cái này cong của nó. Mình sẽ bỏ hai cái chân của nó ra. Mình bị rơi một cái này nha các bạn. Sau đó mình sẽ gắn lại. Mình sẽ gắn sau đó mình sẽ tháo cái chân bên bên trái ra, xong rồi mình sẽ lắp cái này lại, lắp cái này là vào. Sau đó mình sẽ gắn cái này vào. Sau đó mình gắn mấy cái vàng vào. Ông mình gắn cái này vào nhé các bạn. Mình gắn thêm một cái này vào. Vâng rồi, mình đã làm thành được một cái con báo báo nó có màu vàng. Xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và subscribe cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn.